fashion áo dài custom my designer Calvin here. Và quý vị có để ý là vedette của màn trình diễn vừa rồi là ai không ạ? Calvin here himself, ladies and gentlemen. Một tràng pháo tay thật lớn cho designer Calvin here và tất cả những models đẹp tuyệt vời của chúng ta đêm nay. Wow, wow, wow. You guys just witnessed 12 beautiful models that will be fighting for the crown tonight for Miss Chryselis. Good luck, judges. It's going to be really, really tough. Judges, you guys are going to be having a hard time tonight, and I'm glad I'm not in your shoes or in their shoes. Exactly, exactly. Have you seen the heels? Yeah? You see how tall they are? Oh my gosh! Ngọc Hân mà tưởng tượng mà đưa một đôi giày đó cho Ngọc Hân, cho Ngọc Hân đi được 1, 2, 3 bước là coi như là tối nay mình có ít chiên bơ ăn rồi đó. Mà quý vị tưởng tượng được là tất cả các male models của chúng tôi là phải tập luyện cực khổ đến như thế nào để có thể đi được những đôi giày cao như vậy và đi một cách rất tuyệt vời đúng không thưa quý vị? Yes! Quá tuyệt vời thưa quý vị! Vậy xin mọi người cho một tràng pháo tay một lần nữa cho 12 models. Kính thưa quý vị, nhân sẵn tiện đây thì Ngọc Hân cũng xin chia sẻ với quý vị đó là để thực hiện một buổi trình diễn như vậy tối hôm nay thì ngoài hai người designers của chúng tôi là Calvin Hiệp, Jackie Tài và tất cả các người mẫu thì phải cũng cảm ơn đến một người rất là quan trọng, đó là cô Tracy Phạm, người producer cũng như là người runway trainer cho tất cả các người mẫu của chúng tôi tối hôm nay. Một chút xíu nữa đây thì chúng tôi sẽ mời Tracy Phạm ra sân khấu này để gửi một đôi lời đến với tất cả quý vị. Tuy nhiên bây giờ thì while we have fun, so let's get to a more serious part of the show. All right. Yes. For our next part, the reason why we're all here tonight is for a great cause, is to support love across the ocean. So I would like to introduce to you everyone here. I would like to let you guys know more about the mission statement of love across the ocean. Ladies and gentlemen, Love Across the Ocean has a slideshow today. Could you please? I would like to invite you to focus your attention to the screen at the bottom of the runway. And meanwhile, I'm Jonathan Bảo Huỳnh, and I would like to give you more information about Love Across the Ocean. Love Across the Ocean, also known as LATO, is a nonprofit organization founded by Lena Wu, our CBS news anchor in LA. It started with one person. Then the word spread to a small circle of friends and family. Today, LATO has the support of people, young and old, from all over the world. LATO is still a small organization with no paid employees. Children are their first priority. LATO dreams of a day when those least able to care for themselves aren't forced to rummage through garbage for food. Originally created to build and renovate schools, LATO soon found itself helping families who struggle to feed themselves on a daily basis. LATO's volunteers travel to rural areas of Vietnam to distribute food, medicines, and clothing. LATO searches for well-performing students who cannot afford to go to school and help them to get the education that will open doors to a brighter future. On some projects, LATO works with other nonprofits to provide scholarships and build or renovate schools. In California, LATO helps refugee families of all nationalities to start a new life. And while the kids are our future, our past is just as important. LATO's nursing home visitation program bridges a generational and cultural gap by encouraging today's youth to respect and honor our seniors. Kính thưa quý vị, để tóm tắt lại hội từ thiện Love Across the Ocean, luôn muốn mang một tương lai tốt đẹp hơn cho những mảnh đời cơ nhỡ và những người kém may mắn hơn chúng ta. Love Across the Ocean về Việt Nam để trợ cấp lương thực cũng như là thuốc men và quần áo cho những hộ gia đình kém may mắn, những em bé là phải ra những bãi rác để đào bới thức ăn hàng ngày thưa quý vị. LATO cũng giúp nâng cấp, sửa chữa và xây dựng những ngôi trường mới, và bên cạnh đó còn cung cấp học bổng cho những trẻ em nghèo hiếu học. Và đặc biệt, LATO còn tổ chức những chuyến thăm các nhà dưỡng lão để dạy cho thế hệ trẻ Việt Nam của chúng ta biết kính trọng những bậc trưởng thượng. Tonight, we are asking you to help these families, especially the kids that will be the foundation of tomorrow's future. Aside from your monetary donations,
You can purchase meaningful gifts such as a farm animal for as little as $30 so that a family can be self-sufficient, or to sponsor a child's education for $25. A little goes a long way, so we ask that you reach deep into your pockets tonight. After the show, please visit the donations table for more information on how you can help or how you can donate. Thưa quý vị, ông bà của chúng ta thường nói là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Và sự hiện diện của tất cả quý vị trong buổi trình diễn đêm nay là một nguồn sự vinh hạnh rất lớn cho tất cả những nhà tổ chức chương trình. Và tất cả chúng tôi đều hy vọng là nếu ngày hôm nay quý vị có một thời gian thật vui tươi, thật thoải mái, cũng như là một chương trình thật đặc sắc, thì xin quý vị chúng ta vừa vui vừa làm việc nghĩa, chỉ từ 25 đến 30 đồng hoặc là hơn nữa thì càng tốt. Thưa quý vị, quý vị có thể giúp chúng ta, giúp cho hội thiện nguyện Love Across the Ocean làm thay đổi cả cuộc đời của một đứa bé. Và trẻ em là tương lai của đất nước, là trẻ em là tương lai của chúng ta mãi sau này. Cho nên rất hy vọng là tất cả quý vị ở đây ngày hôm nay sẽ giúp đỡ hết lòng để cho các em có một tương lai tươi đẹp hơn. Và sau chương trình, quý vị có thể tới những bàn donation để biết thêm chi tiết. Và theo Ngọc Hân được biết thì tất cả những đóng góp của quý vị đều được trừ thuế. Kính thưa quý vị, hồi nãy thì anh Bảo Huỳnh có chia sẻ là một đóng góp khoảng 25 đến 30 đồng thôi, có lẽ đối với chúng ta không phải là lớn lao gì lắm. Có lẽ là chúng ta ra ngoài kia mua một cái áo hoặc là ăn khoảng 3-4 tô phở là đã hết rồi, đúng không thưa quý vị? Nhưng mà với số tiền đó thì chúng ta có thể giúp đỡ được rất nhiều cho những mảnh đời cơ nhỡ ở Việt Nam. Ngọc Hân thấy là chúng ta ở đây có một ngày mà ra đường mà bị trời mưa hoặc là bị trời lạnh mà không mang áo lạnh thì cũng cảm thấy rất khó chịu rồi. Nhưng mà các em ở Việt Nam không có giày dép để mang, cũng không có một mái nhà để trú thân, mà chẳng những như vậy, mỗi khi đói lòng mà muốn có thức ăn thì cũng khó khăn và phải ra những cái bãi rác đi đào bới những bãi rác đó để mà kiếm thức ăn bỏ bụng. Và có những trẻ em học rất giỏi, rất muốn có một tương lai, rất muốn được đổi đời, nhưng mà lực bất tòng tâm, bởi vì mộng ước thì có, sức cũng có, trí tài cũng có, nhưng mà tiền bạc để hậu thuẫn cho các em thì lại rất là khó khăn và hầu như là hoàn toàn không có. Cho nên là trong suốt những thời gian vừa qua, nếu quý vị đã từng ủng hộ Love Across the Ocean thì rất mong là quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ. Còn nếu như quý vị chưa có dịp ủng hộ Love Across the Ocean thì Ngọc Hân rất mong là đêm nay sẽ là đêm mà đưa quý vị đến với cơ duyên để bắt đầu cho quý vị ủng hộ cho Love Across the Ocean. Love Across the Ocean là một tổ chức thiện nguyện rất có uy tín và trong suốt những năm tháng vừa qua đã được rất nhiều các giới anh chị em nghệ sĩ từ ngoại quốc cho tới Việt Nam cũng như các cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở đây ủng hộ rất nhiều. Đóng góp của quý vị dù nhiều hay ít thì đêm nay cũng là tấm lòng của tất cả quý vị để gửi đến cho những mảnh đời kém may mắn hơn mình ở Việt Nam. Đó là một lời cảm ơn chân thành nhất từ ban tổ chức chương trình xin được gửi đến tất cả những quý vị. Cảm ơn quý vị một lần nữa đã bỏ thời gian đến với chúng tôi đêm nay và cảm ơn quý vị đã giang bàn tay để hỗ trợ cho Love Across the Ocean. Thank you very much for your presence here tonight as well as your donation. Thank you. Once again, thank you everyone for being here tonight. And I just wanted to share with you, that is one of the reasons why I'm here today. Even though I've been to America, I was actually, my family were fortunate enough to be able to escape from Vietnam to come over to America when I was 3 years old. So we escaped to America when I was back in 1980. So right when Tracy called me up and said, "An Bao, can you please help MC the show for me? It's for a charity, it's for a great cause, it's for Love Across the Ocean, and that's the reason why I'm here." And like everyone else here, thank you once again. Thank you everyone for being here today. Your presence here says a lot about how much you are supporting our community. Với 25 đồng hoặc với 30 đồng, quý vị có thể giúp nuôi sự học vấn của một em bé để em bé đó sau này có thể làm những lợi ích cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta và có thể giúp những gia đình không cần phải đi ra ngoài đào rác để tìm đồ ăn nữa. Once again, thank you everyone for being here and thank you for your generous contributions and support. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Let's get back to the show now, shall we? Yeah? Và bây giờ, Jonathan Bảo Huỳnh và Ngọc Hân xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn. A round of applause for a classic.
from a classical vocal artist I'm sure many of you have come to love over the years. Ladies and gentlemen, time to say goodbye with Sarah Brightman. Thank you.